Bên cạnh việc đảm bảo an toàn, bảo mật các phương thức thanh toán số, thì quản lý thuế thương mại điện tử, chống thất thu ngân sách cũng đang là một bài toán đặt ra đối với ngành thuế. Trước tình hình đó, thời gian qua Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai các giải pháp để quản lý thuế lĩnh vực thương mại điện tử, góp phần chống thất thu thuế, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Bán vật tư nông nghiệp, vật tư cho lan cây cảnh qua thương mại điện tử được 3 năm, doanh thu mỗi tháng khoảng trên 100 triệu đồng. Nhưng anh Đinh Văn Hiển, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ cũng chưa nắm rõ được quy định về kê khai, nộp thuế. Sau khi được tuyên truyền, anh đã chủ động đi kê khai và nộp các khoản thuế cho số doanh thu cả 3 năm với số tiền là 130 triệu đồng. Việc đóng thuế đóng góp vào ngân sách nhà nước giúp phát triển hạ tầng cũng như là các hoạt động công ích cho xã hội, thế nên đóng thuế và là nghĩa vụ của mọi người dân. Cũng như anh Hiển, chị Nguyễn Thị Vinh ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ đang kinh doanh trên 200 mặt hàng mỹ phẩm trên trang thương mại điện tử Shopee. Từ năm 2021 đến nay, chị đã đến chi cục thuế khu vực Tiên Lữ, Phù Cừ để kê khai và nộp thuế trung bình khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Bắt đầu có những chính sách của nhà nước đưa ra và mình thông qua những cái mạng xã hội và các cán bộ thuế tuyên truyền cho mình nên là mình đã đóng rất là đúng thời hạn. Kinh doanh thương mại điện tử ngày càng phong phú với nhiều hình thức nên việc quản lý thu thuế hoạt động này không đơn giản. Ngoài dữ liệu mà các sàn thương mại điện tử gửi về, hiện nay Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với nhiều đơn vị như Bưu chính, Viễn thông, Chuyển phát nhanh để rà soát doanh thu của những cá nhân, đơn vị kinh doanh online trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram. Tính đến hết tháng 8 năm nay, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã quản lý gần 490 hộ cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, tăng gần 370 hộ cá nhân kinh doanh so với cùng kỳ năm trước. Với số tiền thu được đạt trên 6,8 tỷ đồng, tăng 172% số thực hiện năm 2023. Riêng chi cục thuế khu vực Yên Mỹ, Ân Thi, số thuế thu đạt được trên 3,1 tỷ đồng. Chúng tôi đã phân công, phân nhiệm cán bộ, công chức thuế, quản lý tất cả các địa bàn, kiểm tra, rà soát và yêu cầu tất cả các cái trường hợp thuộc đối tượng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử đến cơ quan thuế để được hướng dẫn kê khai và nộp thuế. 8 tháng đầu năm thì chúng tôi đã quản lý được 183 hộ kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử của địa bàn. Quản lý nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử là một giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của tỉnh Hưng Yên. Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các chế tài xử lý thuế để tổ chức cá nhân kinh doanh online tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế